Nguyên Ngân xin chào mừng quý vị khán giả của chương trình NTTU Kết Nối. Đây là chương trình tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Quý vị và các bạn thân mến, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019 đang sắp đến gần, cùng với đó là nỗi lo lắng của gần 900.000 thí sinh trên cả nước. Và chỉ còn gần một tháng nữa thôi thì các bạn sẽ bước vào một kỳ thi cam go để được đến gần hơn với cánh cửa đại học. Thì việc các em có thành công trên con đường sự nghiệp tương lai hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc học đúng ngành và chọn đúng nghề. Đồng thời với đó là việc lựa chọn cho mình một môi trường học tập hoàn hảo để giúp các em tự tin tỏa sáng trong tương lai. Vâng, và hôm nay mời đến trường quay một vị khách mời vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền, giảng viên khoa quản trị kinh doanh trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Xin chào thầy. Chào Ngân. Xin chào các em. Vâng, và hôm nay rất vui khi mà thầy đã dành thời gian đến với chương trình. Thì đầu tiên xin cho phép em hỏi thầy một câu hỏi khá là quan trọng, đó là thầy có thể chia sẻ đến các bạn thí sinh của mình là cột mốc quan trọng nào trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Quốc gia 2019 được không ạ? Nói chung là tính đến cái thời điểm hiện nay đó, thì chắc là mấy em đã đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia rồi. Thì chắc là mấy em đang chờ để nhận cái giấy báo dự thi. À, cái cột mốc quan trọng trong cái thời gian tới đó, đó là vào cái ngày 24 tháng 6 thì mấy em là chuẩn bị làm cái thủ tục dự thi, và cái ngày 25 đến ngày 27 là mấy em sẽ tổ chức thi cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học quốc gia. Thì sau khi mà thi xong rồi đó thì nói chung là về thư giãn một thời gian đó, thì đến cái ngày 11 đó thì mấy em sẽ biết được kết quả dự thi của mình ở trên cái cổng thông tin điện tử, mà chắc là thầy cô rồi cũng đã giới thiệu với mẹ cái cổng thông tin đó để mẹ em lên xem cái kết quả của mình. Thì sau khi mà biết kết quả rồi đó thì từ cái ngày 22 đến cái ngày 31 tháng 7 thì mấy em sẽ có thể điều chỉnh cái nguyện vọng dự thi của mình đó. Thì sau đó dự kiến là cái ngày 9 tháng 8 thì mấy em sẽ biết kết quả thi của mình, nói chung là mình sẽ trúng tuyển vào cái trường nào, nghe không? Thì sau đó thì giả sử như mấy em không đậu nguyện vọng của mình thì sau đó thì các trường đại học á, người ta còn tổ chức xét tuyển riêng, để mà nhất là đối với một số trường mà người ta thiếu chỉ tiêu tuyển sinh á, thì người ta sẽ xét riêng, thì lúc đó mấy em vẫn còn cơ hội để mà mấy em có thể tiếp tục dự tuyển vào các cái trường đại học. Dạ. Thưa thầy, thì ngoài những thông tin chung á thì mình còn có đề án tuyển sinh như thế nào của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, thì có thể chia sẻ với các bạn khán giả được biết luôn được không ạ? Nói chung thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành là có rất là nhiều cái kênh để mà xét tuyển cho mấy em. Thì mục tiêu là đa dạng cái kênh xét tuyển để cho mấy em có nhiều cái cơ hội mà trúng tuyển nhiều hơn. Thì những cái hình thức xét tuyển của trường á, thứ nhất là trường sẽ dựa vào kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học để mà xét. Cái hình thức thứ hai đó thì trường sẽ xét học bạ, hay là trường cũng dựa vào cái kết quả của kỳ thi năng lực của Đại học Quốc gia mà họ tổ chức thi đó, thì trường có thể sử dụng cái kết quả đó cũng xét thi. Và cũng tương tự như các trường khác thì trường cũng có cái chính sách là xét tuyển đối với những cái em mà chẳng hạn như là học sinh giỏi cấp quốc gia, những cái điều kiện mà nói chung là được theo quy định là mình được ưu tiên tuyển thẳng đó, thì nhà trường cũng xem xét. Thì năm nay có một cái điểm đặc biệt á, là trường sẽ tổ chức một cái kỳ thi riêng. Có nghĩa là vào cái khoảng ngày 14 tháng 7 là trường sẽ tổ chức cái kỳ thi riêng đó. Có một cái đặc điểm là trường có nhiều đa dạng cái phương thức xét tuyển như vậy đó, thì nó sẽ giúp cho mấy em có cái cơ hội để mà trúng tuyển nhiều hơn. Ví dụ như mà mình xét không trúng cái kia thì mình còn cái cơ hội khác, ví dụ như thế. Bởi vì trường có rất là nhiều cái ngành, và những cái ngành học thì cái điểm chuẩn và cái điều kiện để mà có thể trúng tuyển nó sẽ khác nhau, thì nhà trường sẽ đa dạng cái phương thức như vậy á, thì sẽ tăng thêm cái cơ hội để mà mấy em có thể vào trường nhiều hơn. Và thưa thầy, thì cũng đã có rất nhiều các bạn thí sinh băn khoăn và gửi câu hỏi về chương trình là liệu mà khi mà mình có quá nhiều phương thức tuyển sinh như vậy á, thì cái điều kiện học tập cũng như là có sự khác biệt nào giữa việc các em thi hoặc là các em đánh giá năng lực của bản thân qua học bạ hoặc là điểm đánh giá kỳ thi Đại học Quốc gia, thì nó có sự khác biệt gì khi mà tham gia học? Như thầy trao đổi vừa rồi đó,
thì em thấy là nói chung á, bạn nào mà học xuất sắc á mà có thành tích tốt trong cái kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thì sẽ được tuyển thẳng, đúng không? Cái đó là quá tốt rồi. Nhưng mà nếu không được á thì mấy em vẫn đi thi tốt nghiệp phổ thông trung học bình thường và nhà trường vẫn xét dựa trên cái kết quả đó. Giả sử như xét mà không có đạt trên những cái kết quả đó đó thì nhà trường sẽ xét cái tiêu chí tiếp theo, chẳng hạn như là học bạ, xét theo cái tiêu chí là dựa vào cái kỳ thi mà do Đại học Quốc gia ta tổ chức và dựa dựa trên đó là cái kỳ thi của trường tổ chức. Như vậy thì trường đa dạng cái kênh xét tuyển như vậy đó thì nó sẽ giúp các em có cái cơ hội để mà trúng tuyển nhiều hơn. Không có nghĩa là nó khác nhau đó, nên mình đa dạng như vậy có nghĩa là nếu mà mấy em gớt cái kênh này thì nó vẫn còn cái kênh khác để mà mình xét tiếp, ví dụ như thế. Như vậy thì trong cái trường hợp như vậy thì mấy em đăng ký vào đó thì mấy em sẽ có nhiều cái cơ hội, có nhiều cái cơ hội để trúng tuyển nhiều Vâng, và cảm ơn những thông tin mà thầy chia sẻ. Thì Nguyên Ngân tin rằng với nhiều sự lựa chọn vậy thì các bạn sẽ dễ dàng bước vào con đường đại học. Đồng thời á, thì với những phương thức này á, thì mình sẽ được hưởng đãi ngộ học tập cũng như là rèn luyện như nhau ở tất cả các trường hợp đó. Và tiếp theo thì em muốn hỏi thầy á, là không biết là để tăng cơ hội mà mình có thể trúng tuyển vào các trường đại học á, thì các bạn thí sinh nên lựa chọn cho mình ngành nghề như thế nào ạ? nói chung thì trong cái thời gian qua đó thì cũng như là các em với phụ huynh thôi, nói chung là ai cũng muốn là trúng tuyển vào cái trường học đại học nó danh giá, ý thì nói là cái trường nó có lâu đời, cái trường đó là có cái điểm xét tuyển nó cao, phải không? Đó là những cái bạn học sinh giỏi mới vào đó được, thí dụ như thế. Thì sự thật nói thì đúng là ai cũng mong muốn như thế, nhưng mà em cứ hình dung như thế này. Khi mà mình muốn chọn một cái trường để mình học á, mình phải cân nhắc đến nhiều yếu tố. Cái điều quan trọng thứ nhất đó là mình phải dựa vào cái niềm đam mê và cái sở thích của mình đối với cái nghề nghiệp đó. Cái thứ hai đó là dựa vào cái sức học của mình. Thí dụ thầy thầy mê bác sĩ không thầy cũng muốn là vô cái trường danh giá như Đại học Y Dược Thành phố chẳng hạn, nhưng mà cái điểm nó quá cao. Nó đúng là cái niềm đam mê thầy có, nhưng mà cái sức học của thầy không cho phép thầy có thể đậu cái trường đó. Thì thầy cũng có thể chọn một cái trường khác với những cái ngành nghề khác mà nó cũng tương tự, thấy không, tương đồng như thế thì thầy vào nó cũng được. Cho nên là nói gì thì nói, cái việc mà mình chọn cái trường nào và chọn cái ngành nào á, mình phải cân nhắc. Thứ nhất là mình mê cái gì, thứ hai á là cái sức học của mình. Nếu mà mình mê cái ngành đó nhưng mà vô cái trường mà mình định vô cái sức học của mình nó quá mức, mình không thể đậu được, thì mình có thể chọn một cái phương án thay thế. Chúng ta có thể chọn những ngành nghề tương tự, mình vẫn theo đuổi được cái niềm đam mê, cái sở thích và cái sự phát triển nghề nghiệp của mình trong cái lĩnh vực mình thích, nhưng mà mình vẫn có cơ hội để trúng tuyển. Thì mấy em phải cân nhắc hai yếu tố đó để mình chọn cái trường cho nó phù hợp. Đại học Nguyễn Tất Thành là một trong ba trường đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận 3 sao của Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục Quốc tế uy tín QS Star Anh Quốc và đạt Kiểm định Chất lượng Giáo dục Đại học theo tiêu chuẩn quốc gia. Chúng tôi cũng tự hào là ngôi trường đầu tiên tại Việt Nam ký cam kết việc làm với sinh viên dựa trên liên minh chiến lược với hàng trăm đối tác doanh nghiệp và viện nghiên cứu uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật, mỹ thuật, kỹ thuật công nghệ. Năm 2019, trường Đại học Nguyễn Tất Thành thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia, xét điểm học bạ năm lớp 12 theo điểm trung bình của tổ hợp môn hoặc điểm trung bình chung cả năm với số điểm từ 6.0 trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia. Xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập và theo diện cử tuyển. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số
1900 2039. Vậy thì thầy, ví dụ như là các bạn nha, có năng lực, rồi có đam mê mà tham gia trúng tuyển vào Đại học Nguyễn Tất Thành, thì theo thầy thì mình nên chọn ngành nào để mà mình có một việc làm tốt sau khi tốt nghiệp ạ? Em cứ hình dung như thế này nè. Nói chung thì cái ngành học nào người ta cũng có một cái vị trí và một cái chỗ đứng trong xã hội hết. Em thấy là một xã hội nó đòi hỏi phải có rất là nhiều cái ngành, đúng không? Dạ. Thì chúng ta không thể nói là cái ngành nào học ở đây là tốt, cái ngành nào học ở đây là không tốt. Hàng. Thì ở trường Nguyễn Tất Thành đó sẽ có rất là nhiều cái ngành, có hơn 40 mấy cái ngành học lận. Thì trong đó nó xoay quanh là năm cái khối ngành, ví dụ như sức khỏe, kinh tế, khoa học xã hội nhân văn, rồi là kỹ thuật công nghệ, rồi mỹ thuật, ví dụ như thế. Thì trong những cái khối ngành đó mình có rất nhiều cái mã ngành mà mình có thể chọn. Như vậy thì để mình chọn cái ngành nào thì cái câu trả lời là có thể nói là chính bản thân mấy em mới trả lời được, nhưng mà thầy chỉ gợi ý một cái hướng như thế này. Thứ nhất là mình thích cái ngành nào. Cái thứ hai là mình phải cân nhắc xem những cái ngành mà mình thích thì khi mình vào học và sau khi mình tốt nghiệp thì mình với tốt nghiệp cái ngành đó thì nhu cầu về cái lao động của ngành đó nó nhiều hay nó ít, cái đó mình phải cân nhắc. Thứ hai, giả sử như lao động nó không có nhiều đi thì mình cũng có thể sử dụng kiến thức của ngành của mình có thể khởi nghiệp, mình làm ăn để mình phát triển cái sự nghiệp của mình. Thì nói chung là ngành nào nó cũng có giá trị như nhau cả em. Cái điều quan trọng nhất là gì, là mình thích cái gì và mình theo đuổi cái đó và mình sẽ toàn tâm toàn ý theo đuổi cái đó. Thì nếu mình không xin được việc làm, mình cũng có thể mình ra mình khởi nghiệp và mình có thể phát triển được cái sự nghiệp của mình. Còn trường Nguyễn Tất Thành thực hiện cái phương châm là đa dạng các cái ngành để cho mấy em lựa chọn. Khi mấy em vô đây thì mấy em thích khối nào mấy em chọn khối đó. Nói chung là cơ hội là như nhau. Thì vấn đề còn lại là thầy cô sẽ cố gắng đào tạo để cho mấy em có được cái năng lực nghề nghiệp, có cái năng lực để mà khởi nghiệp, để mà chúng ta phát triển tiếp cái sự nghiệp của mình. Thì rất đa dạng cái ngành và ngành nào cũng đi theo cái phương châm như vậy. Xin cảm ơn thầy. Và với cái khối ngành đa dạng cũng như là tuyển sinh mỗi năm đều năng động như vậy, thì không biết là trong năm 2019 này nhà trường của mình có chủ trương phát triển như thế nào để bắt kịp nhịp độ phát triển của các cơ sở giáo dục trong việc cung cấp nguồn lao động nhân lực cao cho cả nước ạ? Như em biết thì trong cái bối cảnh hiện nay đó thì nó có hai cái đặc trưng rất là lớn. Thứ nhất đó là hội nhập kinh tế quốc tế với nhiều cái hiệp định thương mại tự do mà thế hệ mới mà chính phủ Việt Nam đã ký kết với nhiều nước đó. Hội nhập đó, mình hiểu như thế này nè, là cái cơ hội nghề nghiệp của mình rất là lớn. Mình học ra trường đó, mình không chỉ làm việc ở trong nước mà mình hoàn toàn có thể đi những nước khác trên thế giới, qua Lào, Campuchia, thậm chí Anh, Mỹ, đồ này kia, mình vẫn qua đó mình làm việc được nếu như mình đủ cái năng lực nghề nghiệp. Cái đặc trưng thứ hai đó là cách mạng công nghiệp 4.0. Với cái cuộc cách mạng này thì nhiều cái nghề nghiệp bắt đầu nó xuất hiện, nhiều cái công việc nó bắt đầu nó xuất hiện. Cho nên nó là đòi hỏi cái kỹ năng về nghề nghiệp nó cũng khác so với trước đây. Thí dụ như em giờ cái nghề của em làm MC. Phải không? Vì trước đây là cái công nghệ để mà em làm cái việc đó nó khác. Bây giờ em thấy em đi học giờ nó sử dụng cái công nghệ nó cũng khác. Thì đó, ý thầy muốn nói là với cuộc cách mạng khoa học công nghệ như thế này, nó đòi hỏi những cái kỹ năng nghề nghiệp nó có những cái đặc trưng rất là mới. Và để thực hiện cái phương châm như vậy đó, thì nhà trường đó, năm nào cũng vậy, cũng nghiên cứu có những cái ngành nào nó xuất hiện và có những cái ngành nào nó sẽ là xu hướng tương lai để mà trường sẽ mở thêm các ngành. Thì trong năm 2019 này thì trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cũng mở được thêm là khoảng 11 cái ngành. Đó là những cái ngành mà nó đang rất là xu hướng. Thí dụ như là ngành logistics, quản trị cung ứng, thương mại điện tử, du lịch, marketing. Nói chung là mấy em xem trên trang web của trường có giới thiệu những cái ngành mới. Những cái ngành mới này là được thiết kế là để chi, để cho nó phù hợp với cái bối cảnh mới. Tại vì bây giờ cái kinh tế mình nó phát triển và cái sự hội nhập và cách mạng 4.0 nó xuất hiện những cái ngành mới như vậy đó. Thì những cái ngành này nó không phải là mới nhưng mà nó sẽ là xu hướng tương lai của đất nước. Cho nên là mấy em có thể vào đây mấy em được học tập một số cái ngành mà có thể trước đây nó cũng có nhưng mà bây giờ mình mở mới và cái cách đầu tư và giảng dạy và cái phương pháp kỹ năng nghề nghiệp nó hoàn toàn mới cho nên là trường thì năm nào cũng nghiên cứu cái tình hình của thị trường lao động, cái tình hình của vấn đề sử dụng việc làm, mà trường sẽ thiết kế một số cái mã ngành mới nó phù hợp với cái xu hướng
thì cũng là vì phục vụ tốt cho cái việc học tập của mấy em và cũng phục vụ tốt cho cái việc lựa chọn nghề nghiệp của mấy em. À, xin được cảm ơn thầy ạ. Quý vị khán giả thân mến, thì với những chính sách và chủ trương kịp thời của trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì đã giúp cho những bạn sinh viên có thêm lòng tin về uy tín cũng như là trách nhiệm của nhà trường đến với các bạn sinh viên, đúng không ạ? Và đồng thời với đó thì nhà trường cũng đã cung cấp cho thị trường lao động hàng ngàn nguồn nhân lực chất lượng cao mỗi năm. Và thầy ơi, thì không biết là thầy có thể chia sẻ với các bạn thí sinh chuẩn bị thi là trường mình hiện tại đang có thế mạnh đào tạo những ngành nào ạ? Nói chung thì trường như thầy nói lúc ban đầu á, thì có rất là nhiều trường. Nhưng mà trong những năm qua thì những cái ngành mà được sinh viên đến học nhiều đó, đó là cái khối bên ngành dược, nghĩa là cái khối sức khỏe đó. Và cái khối thứ hai là cái khối kinh tế. Thì hai cái ngành này sẽ dĩ được gọi là thế mạnh á, thì bởi vì trong những cái năm qua đó, nhà trường liên tục thay đổi cái phương pháp đào tạo. Thì trong thời gian qua, nếu mà bạn có theo dõi đó, thì bạn sẽ thấy là trường Đại học Nguyễn Tất Thành đó là định hướng đó, là một cái trường đào tạo theo cái hướng ứng dụng. Mà theo hướng ứng dụng nghĩa là sao? Có nghĩa là nhà trường sẽ liên kết với doanh nghiệp để mà thiết kế các cái chương trình đào tạo. Rồi trong cái chương trình đào tạo đó, mỗi một cái năm học đó đều có những cái môn học mà mấy em vận dụng cái kiến thức của lý thuyết học ở trường đó đến đi thực hành thực tập tại doanh nghiệp. Thí dụ nha, cái ngành quản trị kinh doanh của thầy đi, thì vô học kỳ đầu tiên là mấy em có một cái bài thực hành, nghĩa là mấy em vận dụng toàn bộ kiến thức quản trị được học ở trường, mấy em đi thực tế ở doanh nghiệp. Thí dụ như mấy em sẽ làm một cái dự án, một cái đề án, chẳng hạn như là một cái đề án để khởi nghiệp, thí dụ như thế. Rồi qua cái chuyên ngành thứ hai thì mấy em sẽ đi vào cái chuyên ngành đó, là mấy em phải nắm bắt cái công việc. Thí dụ như trong quản trị thì nó có nhiều công việc nha, quản trị cung ứng, quản trị marketing, bán hàng, nhân sự, tài chính, thí dụ như thế. Thì trên trường cũng cung cấp lý thuyết, nhưng mà cung cấp lý thuyết xong thì bắt mấy em là có thể đến doanh nghiệp, mấy em tìm hiểu cái công việc đó doanh nghiệp, về mấy em đánh giá kết quả tìm hiểu của mấy em đề xuất những cái phương pháp để mà sáng tạo ra cái công việc của mình đó. Thì thầy ví dụ để mấy em thấy là cái việc đào tạo của nhà trường rất là gắn kết với doanh nghiệp. Cái thứ hai á, là nhà trường á, thì có cái đội ngũ giáo viên doanh nhân. Thấy vậy chứ mấy thầy cô trong trường là doanh nhân nhiều lắm. Ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu bình thường ra thì có một số môn mà nó gắn liền với cái nghề nghiệp đó, thì nhà trường có cái đội ngũ là giáo viên doanh nhân để mà cùng với giáo viên cơ hữu để mà giảng dạy cho mấy em. Thì chính vì cái định hướng đó đó cho nên là cái việc sau khi mấy em học xong rồi thì mấy em có thể hình dung được công việc, và mấy em sẽ ra trường là mấy em có thể làm được ngay cái công việc ở cái nghề nghiệp mấy em học. Thì nói chung là một số ngành ở trường là thí điểm làm trước cái việc này, một số ngành thì có thể làm sao, nhưng mà năm 2019 là tất cả những ngành của trường là đều được đào tạo theo cái định hướng là ứng dụng hết. Ứng dụng có nghĩa là không phải là mình đào tạo, ứng dụng không có nghĩa là mình không biết làm hàn lâm. Ứng dụng có nghĩa là thay vì mình đào tạo lý thuyết nghe không, thì mình hướng sinh viên đến thực hành ngay tại chỗ. Có nghĩa là hàn lâm có mà thực hành có, nó cứ kết hợp cả hai cái như vậy đó. Cho nên là nó sẽ giúp sinh viên năng động hơn trong việc học. Thưa thầy, là ví dụ như là mình gắn kết với doanh nghiệp trong việc học tập ở lớp, vậy thì trong quá trình thực tập cũng như là tìm việc sau này thì sao ạ? Nói chung thì cái nội dung mà liên kết giữa doanh nghiệp với nhà trường nó nhiều cái khâu lắm em. Cái khâu đầu tiên đó là thiết kế chương trình. Thí dụ như là để đào tạo, ví dụ trong cái ngành đó chúng ta cần phải đào tạo cái môn gì, và trong cái môn đó chúng ta phải đào tạo cái gì để cho nó gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Thì đó, nhà trường sẽ liên kết với doanh nghiệp thiết kế các cái chương trình đó. Nghĩa là khi nhà trường viết ra một cái chương trình đào tạo á, thì nhà trường cũng có mời doanh nghiệp tham gia phản biện góp ý vô đó. Đó là góc độ về thiết kế chương trình. Thứ hai là trong cái quá trình đào tạo đó thì nhà trường là có liên kết với doanh nghiệp, có hợp đồng đăng quang. Có hợp đồng rất là hẳn hoi nha, đó là gửi sinh viên xuống để thực tập những cái môn nào, rồi đó trách nhiệm của doanh nghiệp sẽ hỗ trợ sinh viên là cái gì, doanh nghiệp sẽ cử giảng viên doanh nhân để mà đồng hành giảng dạy như thế nào. Trong một số ngành đó thì nhà trường cũng phát triển luôn cả cái cơ sở thực hành tại doanh nghiệp luôn. Thay vì nhà trường xây dựng một cái phòng ảo để mấy em thực hành, đúng không, thì nhà trường có thể liên kết với doanh nghiệp đó là sử dụng cái cơ sở vật chất của doanh nghiệp để đào tạo đó. Thì có nghĩa là mấy em đến doanh nghiệp vừa thực hành vừa học,
đó, mà thấy luôn cả cái mô hình hoạt động đó trong cái thực tiễn. Như vậy thì giúp mấy em có thể tốt hơn, đó là cái vấn đề liên kết trong đào tạo. Cái vấn đề thứ hai đó là cơ hội việc làm. Đi thì khi mấy em học học mà mấy em ở năm 3 và năm 4 đó, thì nhà trường bắt đầu lên cái danh sách hết, tức là những em nào học khối ngành nào và cái khối ngành đó thì những doanh nghiệp nào có thể sử dụng cái lao động đó, thì nhà trường sẽ liên kết với doanh nghiệp đó theo cái cách là mời doanh nghiệp đến để mà phỏng vấn tuyển dụng đồ này kia, để mà gửi thực tập sinh, và trong quá trình thực tập thấy được á thì doanh nghiệp sẽ giữ lại, đúng không? Nói chung là doanh nghiệp sẽ, nhà trường sẽ liên kết với doanh nghiệp để tạo ra nhiều cái cơ hội để mấy em học xong rồi là mấy em không có bị bơ vơ, mấy em có chỗ thực tập và mấy em cũng có chỗ đi xin việc và có chỗ thực tập và có cơ hội để mà làm việc. Nghĩa là liên kết ở thứ góc độ thứ ba, đó là liên kết về vấn đề việc làm. Ngoài ra đó, nó còn một cái liên kết ở góc độ chiến lược, có nghĩa là giáo viên trong trường đó cũng liên kết với các doanh nghiệp, cũng đến tìm hiểu doanh nghiệp để xem là doanh nghiệp có cái nhu cầu gì. Thì cái nhu cầu về khoa học công nghệ quản trị đó, tùy cái ngành, mình sẽ thực hành, mình sẽ nghiên cứu để giải quyết những vấn đề cho doanh nghiệp. Tức là liên kết trong vấn đề về trao đổi học tập và nghiên cứu để phát triển công nghệ, khoa học công nghệ cho doanh nghiệp ứng dụng. Nghĩa là các cái công trình nghiên cứu của các thầy cô đó là sẽ hướng đến là tạo ra một cái sản phẩm mà doanh nghiệp có thể áp dụng được, thí dụ như thế. Thì đó là cái nội dung liên kết về vấn đề phát triển năng lực của giáo viên. Như vậy thì qua cái nội dung liên kết như vậy đó, chúng ta thấy là chương trình đào tạo nó sẽ đáp ứng với thực tiễn. Trình độ của giáo viên sẽ được tăng lên, mấy em vừa học vừa thực hành là hiểu được công việc, và ra trường thì mấy em cũng sẽ có cái cơ hội tiếp cận những cái doanh nghiệp đó để có thể làm nhân viên của họ chẳng hạn. Dạ, còn nếu họ không nhận thì mình về mình khởi nghiệp. Không, trường có cái môn khởi nghiệp dạy cho toàn trường luôn, bất kỳ cái ngành nào cũng có thể ra khởi nghiệp được. Vâng, và Nguyên Ngân tin rằng với những chia sẻ của tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền vừa rồi, các bạn thí sinh sẽ có thêm cho mình sự tự tin khi đăng ký vào trường Nguyễn Tất Thành, đúng không ạ? Và cuối cùng, không biết là thầy có điều gì muốn chia sẻ đến với các bạn thí sinh để các em có thêm bí kíp cũng như là tự tin hơn trong kỳ thi đại học sắp tới được không ạ? Bí kíp thì thầy cũng không có dám nói, nhưng mà thầy chỉ muốn chia sẻ với mấy em vậy nè. Nói chung chia sẻ góc độ một cái người mà đã trải qua cái giai đoạn của mấy em. Thật sự thì trong cái cuộc sống của cuộc đời con người đó, thì cái ngưỡng cửa đại học đó là một cái gì đó nó thiêng liêng và nó trăn trở rất là nhiều. Và thầy rất là đồng cảm với em về cái tâm trạng đó. Nhưng mà cái điều thầy muốn nói là cái quan điểm khi mà chúng ta chọn trường, chọn ngành bây giờ á, mình nên bỏ cái quan điểm là ví dụ cái trường nào danh giá, cái ngành nào danh giá, cái trường nào cũng có cái điểm mạnh và điểm yếu riêng của họ. Cho nên là vấn đề chúng ta chọn ngành á, chúng ta phải chọn làm sao cho nó thứ nhất là nó phù hợp với cái năng lực, cái sức học của mình, để đảm bảo mình vô đó mình đậu. Chứ còn mình thích cái ngành đó mà cái trường nó khó quá, mình vô mình rớt rồi sao, rớt học lại à, đúng không? Thì nó, cái đó nó còn mệt thêm. Cái thứ hai á, là nó phù hợp với cái sở thích của mình. Thí dụ như là mình thích cái ngành đó thì đâu phải có một cái trường đó nó đào tạo cái ngành đó đâu, rất là nhiều trường đào tạo cái ngành đó. Đó cho nên là mình phải chọn một cái ngành mà một cái trường nó phù hợp với cái năng lực của mình, và cái ngành đó tất nhiên là mình phải thích thì mình có thể phát triển được nghề nghiệp của mình, đúng không? Đó, đó là cái thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai đó mà thầy cũng nói một cái vấn đề rất là thật lòng thôi, bởi vì cái kết quả học tập phổ thông á, có bạn sẽ học rất là giỏi, có bạn thì học khá, có bạn học trung bình thôi, thậm chí các bạn còn học yếu nữa, thí dụ như thế. Thì không có nghĩa là những cái bạn học giỏi là có cái cơ hội phát triển tốt, còn những cái bạn học khá, học trung bình là mất hết cái cơ hội phát triển. Cái điều này hoàn toàn không phải. Bởi vì khi mấy em vô đại học, cái đó mới thật sự là bắt đầu cái nghề nghiệp. Mấy em học ở phổ thông, mấy em học giỏi, học xuất sắc, nó chỉ có một cái thuận lợi duy nhất, đó là gì? Đó là sau này mấy em chọn trường học cho nó dễ. Còn ngay cả em học khá hoặc là học trung bình, nhưng mà mấy em vô được một đại học, mấy em chọn một cái ngành học với một cái phương pháp đào tạo hợp lý, với sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của mấy em, thì cái đó mới là nền tảng thật sự cho nghề nghiệp sau này. Cho nên là lỡ mà học trung bình, lỡ mà học khá cũng không có gì buồn bã, mà cũng không có gì nói là mất cả tương lai. Tương lai nó vẫn còn ở phía trước, bởi vì cánh cửa đại học nó mới chỉ là bắt đầu thôi. Thầy cũng có rất là nhiều người bạn ngày xưa học rất là xuất sắc phổ thông thì cũng vô được học trường danh giá, và thầy cũng có số người bạn ngày xưa học trung bình khá thôi, vô học trường học bình thường, 10 năm sau ra trường gặp lại chưa chắc ai hơn ai. Cho nên cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái thái độ trong cái quá trình học tập
trong cái quãng đời đại học nó rất quan trọng, chứ không phải là mình học phổ thông trung bình khá là mình gọi mình thấy thu xúc bạn bè. Đừng có suy nghĩ như thế. Mình suy nghĩ như thế tự nhiên mình mất tự tin à. Vô học đại học cũng mất tự tin luôn à. Nhưng mà mình thấy là gì, vô học đại học chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu. Nếu chúng ta học trung bình, học khá thì vô lại đại học hoàn toàn chúng ta có cơ hội để học giỏi, không có vấn đề gì hết. Cho nên điều quan trọng nhất mấy em làm sao để vô được á. Cái đó mới là cái quan trọng. Nghĩa là mấy em phải chọn trường, chọn ngành nó phù hợp với cái năng lực và sở thích của mình. Vô mấy em phấn đấu. Thí dụ như người ta học giỏi, người ta phấn đấu 1, còn em phấn đấu 10 đi, thì chắc chắn là em cũng không hẳn là mình sẽ thua sút người ta. Cho nên điều quan trọng nhất đó là chúng ta phải chọn cái gì đó cho nó phù hợp, và chúng ta cố gắng nỗ lực. Giả sử như lỡ mình làm phổ thông học chưa tốt thì lên đại học mình hoàn toàn có cơ hội để làm lại, và chúng ta sẽ có một cái tương lai, có một cái sự nghiệp nó tốt nếu chúng ta có một cái thái độ học tập tốt trong đại học. Dạ rồi. Và bây giờ mong là thầy sẽ gửi đến các bạn thí sinh trong kỳ thi đại học 2019 này một lời chúc cũng như là truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn thi tốt nhất được không ạ? Thì nhân cái cơ hội mà được gặp các bạn á, thì thầy xin chia sẻ và chúc như thế này thôi. Thì nói chung là cái việc học thì cũng đã qua rồi, phải không? Và chúng ta chuẩn bị đối mặt với một cái kỳ thi. Thì chỉ còn mấy ngày nữa mà mấy em học nhồi nhét cách mấy thì nó cũng như thế thôi. Cho nên điều quan trọng nhất là học thì vẫn học, nhưng mấy em đừng có quá áp lực. Mình hãy để thoải mái, phải không? Tại vì ngành mình cũng đã chọn nó phù hợp với năng lực của mình rồi. Thì mình hết sức thoải mái để mà chúng ta có một cái kỳ thi cho nó tốt. Chúng ta không nhất thiết phải áp lực thu xúc bạn bè. Bây giờ là một cái cuộc chiến mà nó đó là cuộc chiến của chính bản thân mình thôi, đúng không? Mình nỗ lực thì mình được điểm cao, và khi mình nỗ lực mình có kết quả tốt thì mình sẽ trúng tuyển thôi, chứ mình cũng không có đấu dài chứ. Cho nên là mấy em nên nhớ là mình chỉ là nỗ lực với bản thân mình. Mà muốn nỗ lực với bản thân mình á, thì cái điều quan trọng nhất á là mình phải để cho mình một cái tâm trạng thoải mái nhất để chúng ta bước vào kỳ thi nó có kết quả nhất. Thì thầy xin chúc mấy em là có một cái kỳ thi tốt, mấy em sẽ đạt được những cái kết quả giống như những gì mà mấy em hằng mong đợi. Xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Và các bạn thân mến, những chia sẻ của tiến sĩ Huỳnh Thanh Điền vừa rồi trong chương trình NTTU Kết Nối ngày hôm nay cũng chính là những điều mà Nguyên Ngân cũng như là ekip thực hiện chương trình muốn gửi đến các bạn. Đó là hãy tự tin, cố gắng và giành kết quả thật tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2019 này nhé. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn thầy đã dành thời gian đến và giao lưu chia sẻ với chương trình NTTU Kết Nối ạ. Quý vị thân mến, thời lượng phát sóng của chương trình NTTU Kết Nối của trường Đại học Nguyễn Tất Thành hôm nay xin được phép khép lại. Quý phụ huynh và thí sinh đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 20 giờ tối thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần trên fanpage của trường Đại học Nguyễn Tất Thành nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.